tứ bất tử, tín ngưỡng phản ánh đầy đủ những ước vọng của người Việt. Tản Viên Sơn Thánh hay Sơn Tinh là vị thần núi Tản Viên, núi tổ của các núi nước Việt Nam. Tản Viên tượng trưng cho ước vọng chinh phục tự nhiên, chiến thắng thiên tai. Thánh Gióng hay Phù Đồng Thiên Vương là biểu tượng cho tinh thần chống giặc ngoại xâm và sức mạnh của tuổi trẻ. Trừ Đạo Tổ tượng trưng cho tình yêu, hôn nhân và sự sung túc giàu có. Liễu Hạnh tượng trưng cho tinh thần phúc đức, văn thơ. Bốn vị thánh bất tử trong thế giới tâm linh người Việt mà cho đến ngày nay niềm tin ấy vẫn trường tồn theo thời gian. Vị thần đứng đầu trong tứ bất tử chính là đệ nhất Tản Viên Sơn Thánh. Theo truyền thuyết, Thục An Dương Vương là người đầu tiên lập đền thờ Tản Viên. Nhà Lý đã phong Tản Viên là thượng đẳng tối linh thần và đệ nhất phúc thần. Tản Viên hay còn gọi là Sơn Tinh là vị thần cai quản dãy núi Ba Vì. Chàng tên thực là Nguyễn Tuấn, có tài hô phong hoán vũ, dũng cảm. Vào đời vua Hùng Vương thứ 18 đã diễn ra cuộc chiến giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh để được Hùng Vương kén làm rể, gả con gái Mị Nương. Thủy Tinh vì không được chọn đã nổi giận đem binh đến đánh, dâng nước gây ngập lụt. Câu chuyện về cuộc chiến ngàn năm giữa Thủy Tinh và Sơn Tinh là lời lý giải của dân gian về những đợt lũ lụt hàng năm tại đất nước Văn Lang. Sơn Tinh đã dùng phép thuật nâng núi cứu những người dân thoát khỏi thiên tai lụt lội. Cho đến ngày nay, Tản Viên Sơn Thánh đã trở thành vị thần bất tử tượng trưng cho khát vọng chiến thắng thiên nhiên, thoát khỏi thiên tai của nhân dân. Thương Trần Thế, thần tiên xuất hiện, cứu lầm than, đức thánh trổ tài. Đây là một câu đối mà người dân vùng Ba Vì vẫn truyền miệng bao đời nay về đệ nhất đức thánh Tản Viên. Xung quanh khu vực chân núi Ba Vì có đến hơn 200 đền, miếu, thờ đức thánh Tản. Nhưng không phải ngẫu nhiên, đền thượng tọa lạc trên đỉnh núi Ba Vì với độ cao hơn 1.000 mét lại được chọn làm địa điểm thờ chính của người. Đền thượng nơi thờ Thánh Tản Viên còn gọi là nơi chính cung, bởi vì nơi đây thời xưa thì các cụ lợi dụng vào cái thế núi thắt cổ bồng. Thắt cổ bồng vào trong thì các vị ngày xưa, các cụ ngày xưa thì các cụ đạt ba pho tượng bằng đá và mà một bát nhang công đồng bằng đá ở trong thế núi thắt cổ bồng, thế mới gọi là Tản Viên Sơn. Nơi ở quanh chân núi Ba Vì này có lẽ là phải tới hơn 200 cái đền và thờ miếu mạng để thờ Thánh Tản Viên Sơn Tinh. Nhưng ở đỉnh núi Ba Vì này là nơi chính cung, là bởi vì cũng có truyền thuyết thì ngày xưa các vị cho là nơi đây là nơi ngài hóa về trời. Cũng có truyền thuyết cho rằng là nơi đây là ngài gặp được Thái Bạch Kim Tinh ấy, cho ngài một cái cây gậy đầu sinh đầu tử. Trên những núi đá cây cỏ vùng núi Ba Vì còn in dấu tích về trận chiến năm xưa giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh. Trong tâm thức dân gian thì Tản Viên Sơn Thánh là biểu tượng của sức mạnh liên kết giữa đất và núi, liên kết giữa các bộ lạc, liên kết giữa con người và thánh thần.
Nếu như Đức Thánh Tản Viên là biểu tượng cho ước vọng chiến thắng thiên nhiên của con người, thì đệ nhị Đức Thánh Gióng như một biểu tượng của tinh thần chống giặc ngoại xâm. Nhân vật Thánh Gióng trở thành một hình tượng quá đỗi quen thuộc với nhân dân. Trong tâm trí người Việt mãi khắc ghi câu chuyện về một đứa trẻ kỳ lạ sinh ra từ dấu chân trên ruộng rau mà người mẹ hiếm muộn đặt chân lên ướm thử. Lên 3 tuổi mà không nói không cười. Vậy mà khi giặc Ân từ phương Bắc tới xâm chiếm nước nhà, cậu bé kia bỗng đổi khác, đứng dậy, nói năng, đòi ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt, đi đánh giặc. Bằng niêu cơm của nhân dân, tráng sĩ lớn mạnh một mình xông pha giữa trận tiền, đánh tan giặc Ân bằng lũy tre làng. Giặc tan, vị anh hùng bỏ lại tất cả, cúi lại về phía quê hương, một người một ngựa bay lên trời. Thánh Gióng là hào khí của bản anh hùng ca hoành tráng từ ngàn xưa vọng lại. Niềm tự hào kính trọng về sức mạnh đoàn kết của dân tộc trong công cuộc chống giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước. Bên cạnh đó, đây còn là bản tình ca tuyệt đẹp về tình mẫu tử, về trách nhiệm của cá nhân đối với đất nước. Ngày nay, tại đỉnh núi Đá Trồng thuộc xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, tượng đài Thánh Gióng như một biểu tượng của sức mạnh, ý chí đấu tranh dân tộc trước xâm lược ngoại lai. Tương truyền rằng, đây cũng là nơi Thánh Gióng cởi áo giáp, cúi chào quê hương và thăng thiên hóa thánh. Bức tượng mô phỏng hình ảnh Thánh Gióng mang bụi tre ngà, cưỡi ngựa hướng về trời xanh. Một biểu tượng sức mạnh nhắc nhở con cháu phải biết giữ gìn thành quả do ông cha để lại. Tín ngưỡng thờ trời đất, tín ngưỡng thờ mẫu, tín ngưỡng thờ các vị thần, các vị thánh có công mà được dân ta tôn vinh vì có công như vậy là cứu dân độ thế. Đấy là những cái tín ngưỡng mà có thể nói rằng xuất phát từ những cái tình cảm, xuất phát từ đạo lý của người Việt chúng ta để biết ơn và trân trọng những thế hệ đi trước. Nếu như không biết ơn và không trân trọng, không thành kính với các vị đó thì chính chúng ta là người có lỗi và không bao giờ xây dựng được một đất nước như vậy thái bình như ngày hôm nay. Cho nên tất cả những con cháu người Việt chúng ta cũng như tất cả những người sống trong như vậy dân gian này, chúng ta đều biết rằng các vị như vậy thần thánh hay các vị tiền nhân đấy chính là những ngọn cờ, là những người đem lại thái bình chúng ta, có công với dân với nước mà chúng ta được dân tôn vinh trở thành các vị thần vị thánh mà thôi, chứ không có cái gì ngoài cái cuộc sống đời thường. Đã gần 10 năm nay, ông Nguyễn Ngọc Lung đảm nhiệm trọng trách trông coi đền Gióng tại Sóc Sơn. Những công việc quen thuộc hàng ngày nhưng luôn khiến ông cảm thấy tự hào và tràn đầy thành kính. Thánh Gióng là vị thần duy nhất được thờ trong tư thế đứng, tư thế hiên ngang không khuất phục kẻ thù. Theo những ghi chép và di tích còn để lại, Thánh Gióng thờ tại đền Sóc Sơn được hai đời vua lập hai bát hương thờ.
Đời Hùng Vương thứ 6 phong hiệu ông là Đổng Thiên Vương. Và thời Tiền Lê, khi vua Lê đánh thắng giặc Tống về đây khải hoàn, đúc bát hương đồng ở dưới chân ông, phong thêm cho ông hai chữ là chữ Phù và chữ Thiên. Do đó, ông gióng thờ tại đền Sóc Sơn không còn gọi là Thiên Vương hay Phù Đổng Thiên Vương như một số nơi hay một số tài liệu còn ghi nữa, mà ông được thờ với tên Phù Đổng Thiên Thiên Vương. Ông gióng cũng như là các cận thần của ông ấy, nhưng mà ở nơi thờ khác thì các tượng thì có thể là ngồi, nhưng mà riêng đền Sóc Sơn các ông gióng đây với các cận thần của ông là ở cái tư thế là luôn luôn chiến thắng kẻ thù, cho nên là riêng ở đền Sóc Sơn là tượng là thường thường là đứng chứ không có ngồi như các đền khác, vì ngài là những người tướng và cùng các cận thần của ngài để diệt giặc, chứ đây không phải là vua, cho nên là về nơi thờ là có đặc biệt là các ngài thờ trong cung của các ngài là tượng của các ngài là ở cái thế đứng và luôn luôn là cái thế chiến thắng kẻ thù chứ không có như các đền khác. Hàng năm cứ vào ngày mùng 9 tháng 4 âm lịch là ngày diễn ra lễ hội gióng tại làng Phù Đổng, nơi Thánh Gióng sinh ra, và Sóc Sơn, nơi Thánh Gióng bay về trời. Lễ hội diễn tả lại toàn bộ cuộc chiến đấu chống giặc Ân xâm lược của cậu bé Thánh Gióng. Điều đặc biệt là trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, lễ hội gióng vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Trong Tứ Bất Tử thì ông Gióng là người hiện thân đánh giặc ngoại xâm để đem lại thái bình cho dân tộc. Còn Tản Viên, thế rồi Chúa Liễu Hạnh, Chử Đồng Tử thì mỗi người đều có như vậy một cái trọng trách riêng đối với dân tộc. Nhưng ông Gióng thì là người đánh giặc ngoại xâm đầu tiên của đất Việt chúng ta. Cho nên có thể nói rằng đó là biểu hiện của sức mạnh, biểu hiện của ngọn cờ dân tộc đầu tiên để như vậy cho con cháu chúng ta nối nghiệp đó để có ý thức để giữ gìn cái giang sơn đất nước này. Cho nên có thể nói rằng đây là một nơi thờ thành kính của các vị anh hùng dân tộc, mang tính chất hướng về cội nguồn và giáo dục truyền thống, giáo dục con cháu chúng ta giữ gìn cái giang sơn đất nước mà ông cha ta giành lại được. Cho nên có thể nói là thế hệ con cháu người Việt chúng ta về đây rất đông để thành kính vị anh hùng dân tộc. Nếu nói về tâm linh thì chúng ta trước hết là phải trân trọng và thành kính các vị như vậy tiền nhân của chúng ta, chứ không phải tâm linh để mang tính chất tức là mê hoặc hoặc mê tín. Cái tâm linh đó là thờ trời đất, đồng thời như vậy là thành kính các vị mà tiền nhân của chúng ta cũng đã đem lại cái tự do trong khoảng không gian trời đất đó cho người Việt. Cho nên từ ý thức đó, UNESCO mới nghiên cứu và công nhận lễ hội gióng là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại là như vậy. Vì dân bảo vệ, dân giữ gìn và dân khai thác và phát huy giá trị văn hóa của khu di tích. Xung quanh truyền thuyết về Thánh Gióng có rất nhiều những sử tích, nhưng có thể khẳng định rằng Thánh Gióng chính là hình tượng cho khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam, một dân tộc luôn hướng thiện với ý chí quật cường và kiên định. Cho đến ngày nay, Thánh Gióng đã trở thành vị thần bất tử trong tâm linh người Việt. Tâm linh của người Việt thì lịch sử như một huyền thoại và huyền thoại như lịch sử. Để nói rằng nếu như câu chuyện ông Gióng không có thật thì cũng không thể giải thích được. Vì trên chính đỉnh núi Đá Trồng, tức là nơi ông để lại áo giáp trước khi bay về trời, hiện nay vẫn còn để lại những giáp tầng lớp đá trồng lên nhau, mà theo người dân địa phương, các cụ để lại giải thích rằng là ông Gióng để lại từng lớp áo giáp trồng lên nhau. Nhưng trong truyền thuyết thì theo người Việt chúng ta thì câu chuyện ông Gióng chỉ là truyền thuyết và không có thật. Nhưng mà vấn đề tâm linh thì lịch sử cũng như là truyền thuyết, huyền thoại và huyền thoại cũng như là lịch sử. Cho nên vấn đề này là thuộc tâm của mỗi người. Bởi vì ông Gióng là hiện thân đầu tiên của người Việt chúng ta đánh thắng giặc ngoại xâm. Cho nên khi các anh các chị vào bên trong chính cung thì thấy tư thế đứng của ông là tư thế của người chiến thắng, tư thế không khuất phục trước bất cứ khó khăn hay kẻ thù nào. Và cho đến ngày hôm nay, con cháu chúng ta vẫn lấy biểu tượng của ông là vươn cao hơn, bay xa hơn như sức mạnh Phù Đổng. Năm 2010,
lễ hội gióng đã chính thức được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc đưa vào danh sách di sản phi vật thể của nhân loại. Đây là niềm tự hào với biết bao người dân Việt Nam. Một lễ hội có từ lâu đời do người dân bảo lưu, giữ gìn và thể hiện rõ nét nhất tinh thần văn hóa dân tộc của người dân Việt. Là đất nước chúng ta là một đất nước mà có rất nhiều cái di sản. Chúng ta có các di sản kỹ thuật trình diễn, nay chúng ta có cả lễ hội nữa. Và cái lễ hội này là một cái lễ hội cộng đồng rất lớn và rất lâu đời và lại rất sâu sắc, bởi vì cái lễ hội này như trong hồ sơ miêu tả thì nó mang cái tính biểu tượng rất là cao. Tính biểu tượng đây nó đã được khái quát hóa từ nhiều cái truyền thống, nhiều cái thực hành trong hội gióng đã được khái quát hóa thành cái hình tượng chống giặc ngoại xâm. Người Việt thờ chử đạo tổ như ông tổ của đạo thờ tiên. Câu chuyện tình duyên giữa chàng trai nghèo khó Chử Đồng Tử và mị nương Tiên Dung vẫn được lan truyền mãi muôn đời, tượng trưng cho ước vọng tình yêu hôn nhân và sự giàu có. Quanh vùng hai bên tả ngạn sông Hồng có tới 72 đền thờ Đức Thánh Chử Đồng Tử. Nhưng đền thờ chính nổi tiếng và sầm uất nhất là đền Đa Hòa, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, nằm ngay cạnh bờ sông Hồng. Từ khu đền nhìn thẳng sang là bãi cát tự nhiên, nơi đã diễn ra cuộc gặp gỡ và nảy sinh một mối tình nên thơ của chàng trai nghèo không mảnh khố che thân với nàng công chúa lá ngọc cành vàng. Chử Đồng Tử đi vào tâm thức dân gian không chỉ là người con hiếu thảo nhân ái, mà còn là biểu tượng của một chí hướng phát triển cộng đồng, mở mang khai phá đồng bằng trũng lầy thành cánh đồng tốt tươi, trồng dâu nuôi tằm, dệt vải và phát triển các ngành nghề khác. Chử Đồng Tử và Tiên Dung đã mở một hướng mới cho sự phát triển dân tộc, tạo nên sự giao lưu giữa dân tộc và cộng đồng bên ngoài. Người Việt mình là rất tôn trọng về vấn đề bản sắc dân tộc. Thờ tự chính là bản sắc dân tộc đầu tiên, nó thuộc văn hóa của từng vùng, cũng như đất nước trên thế giới thì có văn hóa của thế giới. Nhưng riêng Việt Nam mình thì tứ bất tử là điển hình cho giáo lý về vấn đề là triết lý phương Đông. Nhưng người Việt Nam mình là hấp thụ về giáo lý này mạnh nhất. Thì tứ bất tử ở đây là có bốn cái không bao giờ mất được. Mà tứ bất tử ở đây nói lên vấn đề con người ta vốn có an lạc và thanh tịnh. Đó là bất tử đầu tiên, cụ thể như Tiên Dung. Thì Tiên Dung dù phạm tội trên trời xuống hạ giới nhưng vẫn làm việc cho con người ta và mang vác cái phước đấy cho người ta. Mà mang vác phước đấy và mang cái tấm thiện đấy thì là vốn bất tử, là con người ta có tính bất tử. Vốn thiện con người ta cũng là bất tử. Đó là cái quan niệm của mọi người và theo mình cảm nhận như vậy thôi. Ngày nay, làng Chử Xá, xã Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội, quê hương của Đức Thánh Chử Đồng Tử, vẫn lưu truyền một điệu múa cổ, múa lễ chữ. Điệu múa dâng thánh bốn chữ Thiên Hạ Thái Bình, với một niềm tin thành kính cuộc sống của người dân sẽ được Đức Thánh che chở, quốc thái dân an. Thiên Hạ Thái Bình vừa là cầu mong Đức Thánh phù hộ trong những cái ngày hội, nhưng mà cũng là một cái ý nguyện rất sâu xa của đời nọ tiếp sang đời kia, và thấy chiến tranh hoặc ấy nó khổ quá. Thì là bây giờ làm thế nào được là quốc thái dân an, được thiên hạ thái bình là cái ước mong của dân và cái cầu mong thánh phù hộ độ trì cho những cái đó. Đệ tứ Đức Thánh Mẫu là người phụ nữ duy nhất trong tứ bất tử. Trong huyền thoại của dân tộc, dân gian vẫn tin rằng Liễu Hạnh là công chúa Quỳnh Hoa, con gái của Ngọc Hoàng.
Vì phạm lỗi đánh rơi chén ngọc giữa lúc thiết triều nên bị đẩy xuống trần gian, rồi đầu thai vào một cô gái dân thường. Trong tiềm thức của nhân dân, Liễu Hành là một vị thần biểu tượng cho khát vọng tự giải phóng, nhất là người phụ nữ muốn thoát khỏi sự ràng buộc của xã hội, của lễ giáo phong kiến, khát vọng đạt được hạnh phúc gia đình. Nằm trên một dải đất nhô ra trên bán đảo Tây Hồ, nơi khi xưa là một trong những vùng đất cổ thuộc kinh thành Thăng Long. Phủ Tây Hồ là một trong những địa điểm thu hút khách thập phương đến lễ bái và chiêm ngưỡng cảnh đẹp. Trong hệ thống điện thần Việt Nam, Liễu Hành là một trong tứ bất tử, là vị thánh của tín ngưỡng tứ phủ, mà bản chất của nó là tín ngưỡng thờ mẫu, một tín ngưỡng có cội nguồn lâu đời và độc đáo của Việt Nam. Bà còn được gọi bằng các tên Bà Chúa Liễu, Liễu Hạnh, Mẫu Liễu Hạnh, hoặc ở nhiều nơi thuộc vùng Bắc Bộ, bà được gọi ngắn gọn là Thánh Mẫu. Trong tiềm thức của nhân dân, Liễu Hạnh là một vị thần, một biểu tượng đa dạng, sinh động, một nhân vật bình thường nhưng thật phi thường. Qua khẳng định quyền sống của con người, khát vọng tự giải phóng, nhất là phụ nữ muốn thoát khỏi sự ràng buộc của xã hội, của lễ giáo phong kiến, khát vọng vươn tới đạt được những ước vọng của hạnh phúc gia đình. Đó cũng là ý thức hệ nhân sinh của người dân Việt Nam, đã được ký thác niềm tin vào biểu tượng người mẹ. Người Việt Nam thì chủ yếu là sống bằng cái nghề trồng lúa nước, mà đã là trồng lúa nước thì phải dựa trên ba cái yếu tố của thiên nhiên, tức là thiên địa thủy, hay nói nôm na là trời đất và nước, là ba cái yếu tố không thể không có đối với người nông dân trồng lúa nước. Nếu ba cái yếu tố thiên nhiên này mà thuận thì người nông dân được phong đăng hòa cốc no đủ, cho nên hình thành ra cái tín ngưỡng thờ mẫu, mà chủ thể của tín ngưỡng thờ Tam Tòa Thánh Mẫu là Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Khi Thái Tổ Lý Công Uẩn định đô tại Thăng Long và xây thành Thăng Long thì có đặt ở trong hoàng thành là bốn mặt thì có tứ trấn, và rộng ra ngoài đất nước của Việt Nam thì có tứ bất tử, gồm có Thánh Tản Viên Sơn, rồi Thánh Gióng, Thánh Mẫu Liễu Hạnh và Chử Đồng Tử cùng với Tiên Dung Công Chúa, là bốn vị tứ bất tử của người dân Việt Nam, tức là chết nhưng mà lại không chết. Bốn vị thánh bất tử tượng trưng cho những ước vọng trường tồn của người dân Việt. Nhưng cho đến nay, chưa có một tín ngưỡng cũng như hệ thống đền phủ nào để lại chứng tích cho thấy sự thờ cúng hợp nhất bốn vị thánh bất tử trên. Thì phải nói rằng cái tứ bất tử đó phải hiểu hai khía cạnh. Nếu mà hiểu một khía cạnh tín ngưỡng không thì có lại cũng không đủ. Thứ nhất tức là nó là một cái tín ngưỡng. Nó là một cái tín ngưỡng. Nhưng mà ngay trong một cái tín ngưỡng thì nó cũng phải hiểu thế này này. Ở Việt Nam hiện nay chưa không có một cái thiết chế tín ngưỡng nào, một cái đền phủ hoặc là cái đình đền nào thờ cùng lúc bốn vị thần bất tử. Bốn vị thần bất tử không có. Mà chỉ có những cái cơ sở thờ riêng. Cơ sở thờ riêng, ví dụ như là thờ Tản Viên thì nơi thờ chính là núi Ba Vì. Rồi thờ Chử Đồng Tử thì chủ yếu là bên vùng Giã Trạch, cái vùng Văn. Và thờ Thánh Gióng thì đang ngoại thành Hà Nội. Còn thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh thì ở trong
Nam Định, Phủ Dày Nam Định, không có một nơi nào cùng lúc thờ bốn vị thần. Cho nên nếu như là đi tìm lấy một cái nơi để mà thờ bốn vị thần và gọi đó là tín ngưỡng Tứ Bất Tử thì có lẽ không có, mà chỉ có những nơi riêng biệt thờ từng vị thánh một, thánh bất tử một. Đấy thì phải nói cái điều nói như vậy. Nhưng mà cái dân gian thì họ truyền đồng là có vị thần bất tử. Cho tới ngày nay, những ước vọng xa xưa của người dân Việt Nam vẫn không hề mất đi. Ước vọng vẫn sống trong tâm thức con người hiện đại. Đền thờ của những vị thần trong Tứ Bất Tử vẫn là những nơi linh thiêng để con người tìm đến, tưởng nhớ công ơn của các vị thần với non sông đất nước. Và ở những nơi đó, dưới anh linh các vị thần, con người dường như tìm được sức mạnh của chính mình. Từng cái vị thánh một là một cái biểu tượng cho một cái ý thức của người Việt. Tức là thí dụ Tản Viên Sơn Thánh, Tản Viên Sơn Thánh đó là một vị thần mà biểu tượng cho cái ý chí của con người về cái việc mà tạo ra một cái không gian sinh sống cho cái cộng đồng người Việt ở cái châu thổ đồng bằng Bắc Bộ này. Cái cuộc đấu tranh giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh đó chính là một cái cuộc đấu tranh giữa con người và tự nhiên. Thánh Gióng là gì? Thánh Gióng là một cái sự biểu tượng cho cái ý chí của cộng đồng, cái sức mạnh của cộng đồng trong đấu tranh chống ngoại xâm. Trừ Đồng Tử là cái gì? Đó chính là một cái thể hiện một cái hệ ý thức của con người Việt Nam ta muốn quay trở lại với những cái gì nó tự nhiên nhất. Cũng giống như cái cuộc gặp gỡ của ông với vị thánh đó, với công chúa. Và muốn xây dựng một cái xã hội nó hài hòa trong cái thực sự bản thân con người. Rồi Thánh Mẫu Đô Hạnh là gì? Đó là biểu tượng của một cái khát vọng của con người về một cái đời sống ấm no, hạnh phúc, sức khỏe, tiền tài và quan lộc, may mắn. Thì đấy chính là cái mà Thánh Mẫu Đô Hạnh mang lại cho con người. Thế thì ở đó nó như thế là nó chứa đựng cả một cái hệ ý thức, một cái mong muốn của người Việt chúng ta. Và khi nhìn lại một cách tổng hợp lại, chúng ta thấy ở đó chính là một cái hệ ý thức Việt Nam ở buổi đầu của lịch sử dân tộc. Niềm tin về Tứ Bất Tử không chỉ được thể hiện qua những đền thờ, lễ hội, những tín ngưỡng dân gian, mà còn hiện hữu ngay trong đời sống thường ngày. Tục thờ Tứ Bất Tử là một tục lệ mang màu sắc tín ngưỡng, nhưng lại phản ánh đậm nét truyền thuyết lịch sử và có giá trị văn hóa rất sâu sắc. Đây chính là nền tảng tư tưởng làm nên cốt cách của con người Việt Nam: kiên trung, bất khuất, thông minh, sáng tạo, tình nhà nghĩa nước, hài hòa. Chất nhân văn được kết tinh chắt lọc trong bao chặng đường lịch sử đã làm nên biểu trưng hiển hách nhất của con người Việt Nam ta. Đó là bề dày, là cội nguồn của đời sống tinh thần, làm nên sức mạnh của dân tộc trong mọi hoàn cảnh từ xưa tới nay. Việc phụng thờ Tứ Bất Tử là một tín ngưỡng thuần túy Việt Nam, kết tinh từ những truyền thuyết đẹp đẽ và là một bộ phận không thể tách rời trong di sản tôn giáo và tinh thần của đất nước. Thank you.